Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mình là Na. Hôm nay bên đây là 23 âm lịch 23 tháng chạp là ngày đưa ông táo về trời. Ở ngoài trời bây giờ rất là lạnh luôn mọi người, âm ba mươi mấy độ luôn, trời nắng cho nên là phải nói là lạnh rất là kinh khủng. Hôm nay bây giờ bên đây là 10 giờ 40 mấy phút rồi, dậy sớm để đưa ông táo đi. Mẹ mình nói lẽ hả, đưa thì thấy ra đưa sớm, rước thì rước trễ, vậy giống như là nó tốt thôi. Còn hả, mọi người rảnh rỗi giờ nào thì cứ việc đưa giờ đó giờ đó. Ông táo bên này chắc ổng đi lên trời bằng máy bay đó. Trời ơi, chứ bây giờ mà đi bằng cá chép là con cá chép nó chết luôn, nó đông lạnh, nó lạnh quá nó chết luôn. Đây bây giờ mình sẽ cúng kiến nha mọi người. Đây đây là mình cúng ông táo. Ông táo nên cúng gì, trái cây là trái táo đó. Ở bên này, ở bên nước ngoài vậy chứ người ta có bán giấy tiền vàng bạc nha mọi người, bán họ cúng ông táo đàng hoàng luôn, rồi bán cái lưu hương nữa, nói chung là rất là đầy đủ, chỉ sợ là không có tiền mua thôi. Nhang nữa, mình mua cái bó nhang này nè mọi người, có nhỏ xíu và có 2 đô mấy thôi mà xài. Bây giờ là năm thứ hai rồi, bịt mất thèo lèo cũng mông táo. Ê, nói nghe là mình rất là mình rất là thích ăn thèo lèo luôn mọi người. Cái xong là mua 2 bịch, một bịch dành cúng một bịch để ăn. Má ơi nó dở dở nha, dai lắm, bịch thèo lèo dai, nó không có ăn xong nó súng găng luôn. Đổ ra vui nhất là cúng kiến mà không có bình hoa nào hết, hay dễ sợ. Xếp lại gì nha, nó sơn tụ nè đó. Rồi để bên này cái tiền vàng bạc gỡ ra lôi ra mới biết được cái gì, xè ra đó. Để đây lục bịch đi. Giờ là thành tâm khấn 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 nha mọi người, tạ ơn ơn trên đồ đốt nhiên đã. Quên mua hoa mọi người ơi, trời ơi thiếu sót dễ sợ. Mọi người, cái mâm cúng đã gì rồi, đã xong xuôi và hoàn tất rồi, bây giờ là chờ cho đến lúc mà nhang nó hết thôi. Xin chào và tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình là Na.